Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sản phẩm nhãn Việt Gáp Khoái Châu Hưng Yên bước đi bền vững. Tỉnh Thái Bình phát triển nuôi tôm công nghệ cao. Câu chuyện về người giữ lửa làng nghề ở Ninh Bình. Nam Định tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học. Bắc Ninh đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trước thêm năm học mới. Xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, điểm sáng về mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thống kê trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hiện có 251 doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở lĩnh vực gia công hàng may mặc, giày da, sản xuất đồ chơi, vật liệu xây dựng. Trong đó, có một số dự án vốn đầu tư nước ngoài giải quyết nhiều việc làm cho người dân địa phương, như nhà máy sản xuất đế giày của công ty trách nhiệm hữu hạn Sizin Việt Nam trong cụm công nghiệp Nguyên Giáp, nhà máy sản xuất găng tay, công ty trách nhiệm hữu hạn GST. Ngoài ra còn một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có quy mô lớn như nhà máy gia công nhôm kính của công ty cổ phần Hatki, công ty cổ phần Hoàng Gia Việt. Nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn, huyện Tứ Kỳ đã quy hoạch được 4 cụm công nghiệp gồm Ngọc Sơn, Kỳ Sơn, Văn Tố và Nguyên Giáp. Đến nay có khoảng 30 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Trong đó, cụm công nghiệp Ngọc Sơn tỷ lệ lấp đầy cao nhất đạt trên 81%. Từ lợi thế đồng đất, cộng với việc nắm bắt tốt khoa học kỹ thuật rồi được bà con nông dân áp dụng trong việc tăng gia sản xuất các mặt hàng nông sản cho giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là điểm đến của các mặt hàng nông sản có chất lượng cao. Xác định đây là cây chủ lực mang lại nguồn thu nhập cho người nông dân, những năm qua, Khoái Châu đã chuyển đổi được 1.600 ha nhãn, trong đó nhãn muộn chiếm 80% và chủ yếu được bà con nông dân trồng cho ra quả giải vụ. Năm nay, nhãn Khoái Châu đã đạt sản lượng 20.000 tấn, tăng 8.000 tấn so với vụ nhãn 2017. Các vùng nhãn Việt Gáp chất lượng cao, sản phẩm sạch được cung cấp nhiều thị trường trong và ngoài nước, tập trung ở các xã Đông Kết, Hàm Tử và Bình Kiều. Cũng do biết thâm canh, cấy ghép, trồng đúng kỹ thuật, chọn giống tốt và nhu cầu của thị trường, nên nhãn Khoái Châu được trồng tải vụ từ nhãn chín sớm cho thu tháng 7 âm lịch cho đến các loại nhãn muộn cho thu hết tháng 9, được thị trường ưa chuộng như giống T1, T2, T6, nhãn siêu ngọt và nhãn miền thiết. Riêng xã Hàm Tử năm nay sẽ đạt được trên 5.000 tấn. Với riêng của cái vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thì năm nay chúng tôi ước chừng nó khoảng tầm 1.500 tấn. Chúng tôi đã ký và các cái doanh nghiệp đã đến thu mua, mang vào khu sơ chế của doanh nghiệp để mang sang thị trường châu Âu để giới thiệu cái sản phẩm nhãn của Hưng Yên. Để quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị của nhãn, nên ngay khi bắt đầu vào vụ thu hoạch, lãnh đạo huyện cùng các phòng chuyên môn và các hợp tác xã nhãn lồng Khoái Châu đã vào cuộc xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác bao tiêu nhãn cho bà con nông dân với nhiều hình thức. Đây là cái cây chủ lực của huyện. Vì vậy thì ủy ban huyện chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các hợp tác xã, thế rồi các nhà vườn và đặc biệt là người dân chăm sóc theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó, chúng tôi chủ động phối hợp với các cái khách hàng truyền thống như các cái siêu thị tại Hà Nội, thế rồi tại Thành phố Hồ Chí Minh, thế và một số các cửa khẩu. Chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao, giới thiệu thế và cũng đã được công ty chấp nhận là đưa cái sản phẩm nhãn của Khoái Châu là sang thị trường Nhật Bản. Hiệu quả từ việc tiếp cận thúc đẩy tham gia hỗ trợ đến việc gặp gỡ liên kết với các doanh nghiệp để quả nhãn lồng Khoái Châu được đưa vào các thị trường nước ngoài. Do đó mà hàng nghìn tấn nhãn được đưa ra thị trường mỗi ngày. Cùng với việc xúc tiến thương mại sản phẩm, huyện đã đầu tư hỗ trợ về bao bì, đóng gói nhãn mác nguồn gốc xuất xứ quả nhãn, làm tăng hiệu quả thương mại hóa mặt hàng nông sản quê hương. Do đó doanh thu từ sản phẩm nhãn muộn Khoái Châu năm nay ước tính trên 300 tỷ đồng. Ngoài đặc sản nhãn lồng, những năm tiếp theo, huyện Khoái Châu sẽ đẩy mạnh thương mại thị trường trong và ngoài nước, các mặt hàng nông sản khác như cam Vinh, cam đường, cam cara, chuối tiêu hồng, bưởi diễn. Đây là các nông sản sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho bà con nông dân. Tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu mở rộng diện tích nuôi tôm lên 2.800 ha, sản lượng 12.100 tấn, trong đó nâng diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên hơn 600 ha.
Theo đó, thời gian tới, Thái Bình sẽ giảm dần diện tích nuôi tôm sú quảng canh, hiệu quả thấp chuyển sang nuôi tôm thâm canh, nuôi công nghệ cao với năng suất trên 30 tấn trên 1 hecta một năm, đồng thời duy trì diện tích nuôi tôm sinh thái, nuôi xen ghép với các đối tượng có giá trị kinh tế khác để hạn chế ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Ngoài ra, tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện chuyển đổi một phần diện tích đất nuôi thủy sản nước ngọt nhiễm mặn, đất làm muối, đất trồng lúa hiệu quả thấp sang phát triển nuôi tôm nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư nuôi tôm nước lợ, nhất là huy động các nguồn lực phát triển nuôi tôm công nghệ cao. Tỉnh Thái Bình xây dựng nhiều cơ chế hỗ trợ như hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, ươm dưỡng giống, nuôi tôm công nghệ cao với mức tối đa 50 triệu đồng trên 1 hecta, hỗ trợ lãi suất vay vốn và cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông thủy lợi các vùng nuôi tôm nước lợ tập trung. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang duy trì và phát triển rất nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng nghề thêu sen Văn Lâm, làng nghề đan cói mỹ nghệ ở Kim Sơn, trạm khắc đá ở Ninh Vân hay làng nghề mộc ở Ninh Phong. Mỗi làng nghề một sản phẩm nhưng đều mang một điểm chung là đã tồn tại hàng trăm năm, được nhân dân cả nước biết đến. Vai trò của những người giữ lửa trong các làng nghề này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Nhắc đến cói, có lẽ không ai là không biết đây là sản phẩm đặc trưng của vùng đất ven biển Kim Sơn. Tại đây, hàng chục làng nghề đan cói được công nhận. Tuy nhiên, để làng nghề tồn tại và phát triển được thì cần phải thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm. Là một nghệ nhân, ông Nguyễn Ngọc Thạch ở xã Yên Mật đã dành trọn đời mình để mày mò, nghiên cứu, cải tiến hàng trăm lối đan, hướng đan, đan nhanh, đan đẹp, phù hợp với thị hiếu. Từ những sáng tạo này, ông đã phổ biến rộng rãi cho nhân dân. Các đơn hàng cũng vì thế mà nhiều hơn, nhân dân có việc làm ổn định. Chính từ sự tâm huyết với nghề của ông Thạch đã chung tay giúp nghề đan cói, đan bèo ở Kim Sơn ngày càng phát triển. Cái làng nghề tồn tại được, tôi nói thật là phải là có những cái cải tiến, mẫu mã, phải có những cái bước đi đột phá. Nói là nghiên cứu thì nó sâu xa, nhưng mà đã khác là mình cũng tìm hiểu những cái nền văn hóa của các nước, vì đây là mình xuất khẩu. Thì mình hiểu biết được cái nền văn hóa đấy thì mình sản xuất ra những cái mẫu mã cho nó phù hợp. Như chúng tôi đi đâu, gặp cái gì, nhìn thấy cái gì thì đều nghĩ đến là cái vật liệu này nó sản xuất cái gì cho nó phù hợp. Đấy, thì là nó mình mới sáng tác được. Không trực tiếp làm nghề như ông Thạch, nhưng với vai trò là trưởng ban quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư, ông Diệu đã cống hiến hết sức mình để làng nghề phát triển. Nhiều lần chứng kiến nghề của cha ông có thời điểm bị mai một, vì thế ông luôn trăn trở phải làm gì và làm như thế nào để giữ lấy nghề. Và với trách nhiệm, sự nhiệt huyết của mình, ông đã động viên con cháu theo nghề. Hàng ngày ông đến các cơ sở đá trong làng để động viên lớp trẻ, tìm tòi nhiều kỹ thuật chạm khắc đá tinh xảo, sử dụng trang thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Đặc biệt để làng nghề phát triển quy mô, tránh ô nhiễm môi trường, ông cũng là người có công rất lớn trong việc tham mưu với địa phương quy hoạch khu làng nghề tập trung. Đã hơn 10 năm nay là trưởng ban quản lý làng nghề, không được hưởng bất kỳ chế độ gì, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết với nghề đá trong ông vẫn chưa bao giờ tắt. Từ ngày mà tôi làm đến giờ đấy thì tôi rất tự hào là một cái này. Ngày xưa các cụ mà làm ấy thì các cụ chỉ tra truyền con nối, tức là những cái vẽ, những cái lên mẫu ấy, thì nó rất khó. Nhưng bây giờ các cháu ấy, là nó đi học, nên là ở xã Ninh Vân của chúng tôi ấy, là rất nhiều cháu nó đi đại học mỹ thuật về, nó áp dụng những cái sản phẩm vào ấy. Thì đến bây giờ phải nói là những cái khối tượng đài là chúng tôi tự hào lắm. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, nhiều làng nghề truyền thống đang dần bị mai một. Song với sự cống hiến bằng niềm đam mê, sự nhiệt huyết với nghề truyền thống của những người như ông Thạch, ông Diệu đã và đang góp phần giữ gìn, bảo tồn nét tinh hoa nghề truyền thống của địa phương. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Là một trong những đơn vị làm điểm xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã làm tốt vai trò trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Để góp phần hạn chế bạo lực gia đình trên địa bàn, Hội Phụ nữ đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, thành lập câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình ở 8/8 thôn khu dân cư trong xã.
Ngoài ra, Hội Phụ Nữ còn phối hợp với Đài Truyền thanh xã tuyên truyền 115 lượt gương người tốt, việc tốt, thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, trong đó đặc biệt là tiêu chí gia đình không có bạo lực. Các chi hội còn chủ động xây dựng câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội HIVS. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, mô hình điểm ở xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc đã phát huy hiệu quả rõ nét. Trẻ em phụ nữ đã vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội, rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình. Những kết quả tích cực của Hồng Hưng là tiền đề để huyện tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Tâm huyết với sự nghiệp chồng người và đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, đó là lời nhận xét của nhiều thầy cô và học trò trường Trung học cơ sở Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên dành cho cô giáo Trần Thị Hòa. Cô luôn có những phương pháp dạy học mới mẻ khiến môn toán vốn khô khan trở nên hấp dẫn đối với học sinh. Dù mới có 4 năm gắn bó với trường Trung học cơ sở Nguyên Hòa, nhưng cô Hòa đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác giảng dạy và phong trào thi đua của nhà trường. Là một cô giáo trẻ, cô Hòa luôn tâm niệm phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Phương pháp dạy của cô rất độc đáo, truyền đạt kiến thức thông qua các trò chơi như giải ô chữ, đố vui, những câu thơ mô phỏng công thức, khuyến khích học sinh giải toán bằng nhiều cách khác nhau. Cô có rất là nhiều phương pháp dạy, nhiều khi cô cho chúng em dạy học nhóm, cô cho chúng em thuyết trình và những lúc mà giảng dạy ấy, có không hiểu chỗ nào thì chúng em hỏi thì cô cũng rất là vui vẻ, tận tình giảng lại cho chúng em hiểu. Và cô dạy môn toán thì em thấy rất là thích và em rất là đam mê môn toán ạ. Để nâng cao kiến thức chuyên môn, cô Hòa không chỉ nghiên cứu tài liệu sách báo mà còn tích cực học hỏi từ thầy cô giáo đồng nghiệp. Đặc biệt với những phương pháp giảng dạy mới, cô luôn chủ động học tập và vận dụng vào bộ môn của mình. Cô Hòa tích cực viết các sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có nhiều sáng kiến được áp dụng trong giảng dạy môn toán ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đặc biệt, năm học vừa qua, cô đã đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp tỉnh, nhận được khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo. Mới đây, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã tổ chức trao 1.700 suất học bổng, trong đó có 1.000 xe đạp cho các em học sinh sinh viên là con gia đình chính sách, gia đình nghèo, vượt khó hiếu học trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng hàng nghìn phần thưởng cho học sinh của tỉnh Nam Định đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trao thưởng cho hàng trăm nhà giáo xuất sắc, tặng học bổng cho hàng vạn học sinh con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi cha mẹ trong ngoan hiếu học. Nhân dịp đầu năm học mới 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh cùng với các nhà hảo tâm tổ chức trao 1.700 suất học bổng với tổng số tiền trị giá 2.250.000.000 đồng, trong đó tặng 1.000 chiếc xe đạp cho học sinh, sinh viên là con gia đình chính sách, gia đình nghèo trong ngoan hiếu học, nâng tổng số xe đạp được trao tặng cho các em học sinh trong 7 năm qua lên 7.850 chiếc. Đây là đợt trao học bổng lớn nhất trong năm 2018 của Hội Khuyến học tỉnh với ý nghĩa giáo dục truyền thống, động viên các em khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương Nam Định. Hội đồng quản lý quỹ khuyến học khuyến tài Vũ Duy Thanh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ nhằm biểu dương khen thưởng cho các em học sinh sinh viên trên địa bàn huyện đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Sau 6 năm thành lập, Quỹ Khuyến học Khuyến tài Vũ Duy Thanh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các địa phương trên địa bàn huyện Yên Khánh. Đặc biệt trong năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã đạt những kết quả quan trọng và là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Đến nay, Quỹ Khuyến học Khuyến tài Vũ Duy Thanh tổ chức 7 lần trao thưởng với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, khen thưởng cho 882 lượt học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong chương trình khen thưởng lần này, Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Khuyến tài Vũ Duy Thanh tặng giấy khen và trao thưởng cho 149 em học sinh, sinh viên là con em quê hương Yên Khánh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Trong đó có 39 em đạt huy chương trong các cuộc thi hội thi cấp quốc gia, 57 em đạt giải nhất và huy chương vàng các cuộc thi hội thi cấp tỉnh và nhiều học sinh, sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
đã trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Các em học sinh, sinh viên đạt giải cho các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia và kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Các em đạt điểm cao kỳ thi tuyển sinh đại học, trung học phổ thông và học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi của huyện Yên Khánh đã được tôn vinh khen thưởng tại chương trình Chắp cánh ước mơ. Năm học 2018-2019, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về công tác y tế trường học. Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế phối hợp tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học. Trong năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế phối hợp triển khai thực hiện các quy định và mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh, tổ chức các hoạt động phòng chống các dịch bệnh tật trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện, tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong nhà trường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020. Các cơ sở giáo dục có kế hoạch kiểm tra định kỳ sức khỏe của cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, ngành giáo dục đào tạo và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, sinh viên và vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2019, đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Năm học 2018-2019 chính thức bắt đầu, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là nâng cao chất lượng dạy và học, thì công tác ổn định nền nếp, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh cũng được các nhà trường trong huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi trọng. Qua đó hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng như các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Năm học 2018-2019, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có trên 800 lớp với gần 29.000 học sinh. Đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo. Chính vì vậy, việc giáo dục cho học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông là hết sức cần thiết. Để làm tốt công tác này, ngành giáo dục và đào tạo Yên Phong đã chỉ đạo các trường tổ chức giảng dạy, lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các giờ học chính khóa, thông qua các môn học theo quy định, phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Cùng với đó, ngành giáo dục còn phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, kiểm tra, nhắc nhở các phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Theo đó, ý thức tham gia giao thông của học sinh ngày càng được nâng cao. Việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, việc làm này không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho các em mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, văn minh, hiện đại. Huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện chỉ thị số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị 04, tổ chức mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đồng thời thành lập các đoàn công tác của huyện kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng tới từng thôn, khu dân cư với nội dung cụ thể về luật giao thông và chỉ thị 04, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh buôn bán, các hộ sinh sống ven các trục đường giao thông không tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lại xuất hiện ở một số xã như Thái Thịnh, Thái Hồng, Thái Giang, Thụy Hà, Thụy Phong. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, lập danh sách các hộ, điểm tái lấn chiếm, đồng thời tổ chức kiểm tra tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm. Tại trường trung học cơ sở xã Câu Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức lễ phát động chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Với chủ đề quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và của cả cộng đồng. Từ thông điệp của lễ phát động, tỉnh đoàn Hà Nam đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh tùy từng điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như treo pano, tổ chức diễu hành, cổ động gia quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chất thải, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước. Cùng với đó phát động các phong trào ngày hội tái chế, tiết kiệm, tái sử dụng, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, chương trình không sử dụng túi ni lông, phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động, học sinh trường trung học cơ sở Công Lý và đoàn viên thanh niên huyện Lý Nhân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khu vực công cộng trên địa bàn xã Công Lý.
Ngày Chủ nhật xanh do huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức xã và nhân dân các xã, thị trấn tham gia tổng vệ sinh môi trường, khu dân cư. Xác định việc quản lý, bảo vệ và làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn là yêu cầu thường xuyên liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động cán bộ, nhân dân duy trì đều đặn ngày Chủ nhật xanh nhằm thu gom rác thải, quét dọn, làm vệ sinh môi trường khu vực dân cư. Hoạt động này đã được nhân dân các xã, thị trấn đồng tình hưởng ứng, tích cực góp phần xây dựng quê hương Mỹ Lộc ngày một sáng, xanh, sạch, đẹp, quyết tâm hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường để Mỹ Lộc trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.